Hàng chục nghìn bạn trẻ là học sinh và sinh viên đại học tham gia các khóa tu mùa hè tại ngôi chùa này. Phải ăn chay, thức dậy sớm, không được sử dụng điện thoại và tự lo cho bản thân. Nhưng các bạn trẻ này lại rất thích thú. Còn về phía phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ này, họ đã rất cảm động và thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy các con của mình đã thay đổi. Hạnh phúc khi con mình học được rất nhiều điều hay, cảm thấy rất là vui và khi hạnh phúc khi biết mình con mình có sự chuyển biến vượt bậc như vậy. Bởi chỉ sau 7 ngày, nhiều con đã biết nói lời yêu thương, biết chia sẻ, biết hiếu thảo với đấng sinh thành. Nghe lời các anh các chị ở trong ban tình nguyện viên nữa chưa? Nói gì thì nghe nhá, không được cãi lời nhá. Nhà con có năng khiếu con ạ, thì con lên con phát huy nhá. Với 7 ngày ăn ở sinh hoạt tại chùa, có lẽ là khoảng thời gian vừa đủ để các bạn trẻ tham gia khóa tu, thắp sáng trí tuệ, rèn luyện lối sống kỷ luật, học cách làm việc tập thể, lắng nghe những lời giảng trí tuệ, là những bài học cuộc sống từ sư trụ trì và các chư tăng, khách mời, là những người uy tín trong xã hội. Khi trí tuệ được thắp sáng bởi những điều thiện lành, các em đều có những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, có hiếu với ông bà và cha mẹ. Mình mà không có cha mẹ làm sao có thân này? Ai nuôi dưỡng mình? Ai chăm bẵm mình đến tận này? Các con là cành, là lá, là hoa, là trái của gốc, của rễ, của thân cây. Mà cha mẹ chính là gốc rễ, là thân cây của các con đó. Luôn luôn phải nhớ như vậy. Đừng bao giờ quên mình có gốc, có rễ, có cội, có nguồn. Không phải chỉ nhớ cái hình, cái bóng, mà phải nhớ được cái ân, cái nghĩa của cha mẹ đối với mình, cái đức của cha mẹ với mình. To lớn lắm các con ạ. Mình lên phố thị vào. Các em được nghe giảng về đạo đức, sống tích cực, thực hành kỹ năng sống, biết yêu thương chia sẻ với tất cả mọi người. Để từ đó nhiều em đã nhận ra lỗi và tự hứa sẽ trở thành người tốt theo lời sư phụ dạy. Hôm nay em cảm thấy rất là may mắn ạ, bởi vì là mình đã có cơ hội được nghe sư phụ giảng trực tiếp như vậy ạ. Thì thực sự là khi nghe sư phụ giảng thì em rất là xúc động ạ. Em cảm thấy mình còn khá là vô tâm và không để ý đến cha mẹ mình ạ. Mặc dù là cha mẹ em luôn luôn dành những điều tốt nhất cho em. Em thấy bài giảng của sư phụ rất là ý nghĩa và nó giống như là sư phụ đang thay mặt chúng em để nói lên được những cái cảm xúc và tình yêu thương mà bấy lâu nay chúng em không thể nói được ra với cha mẹ của mình. Đây là ngôi chùa đầu tiên ở khu vực phía Bắc tổ chức khóa tu mùa hè cho các em học sinh, sinh viên, với số lượng lên tới hàng chục nghìn khóa sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự. Các em tham gia chương trình này không chỉ được nhà chùa Đài Thọ cho ăn ở sinh hoạt miễn phí, mà còn được tham gia rất nhiều chương trình hoạt động bổ ích, mang đến cơ hội cho các bạn trẻ được giao lưu học hỏi lẫn nhau, được vui chơi giải trí lành mạnh, được học những điều hay ý đẹp và thói quen sinh hoạt nề nếp rất kỷ luật. Dậy từ 5 giờ sáng mà ăn chay thì con cảm thấy là hơi bỡ ngỡ ạ, bởi vì là bình thường 5 giờ sáng thì con chưa dậy và cảm thấy là hơi buồn ngủ ấy ạ. Nhưng mà từ khi mà đến ngày thứ hai rồi ạ thì con cảm thấy là bình thường, bởi vì là rất là vui, chương trình khóa tu mùa hè này rất là thú vị ạ và bổ ích, giúp con kết thêm được nhiều bạn mới, cho tâm con hướng thiện và rèn luyện bản thân. Từ những khóa tu đầu tiên chỉ có vài chục khóa sinh tham gia, đến mùa hè năm 2022, số lượng đăng ký đã lên tới con số 15.000 em. Vì số lượng người tham gia rất đông nên nhà chùa đã chia thành 4 khóa tu với nhiều chủ đề khác nhau cho phù hợp với lứa tuổi. Lần đầu tiên tham gia khóa tu mùa hè, sau 7 ngày sinh hoạt tại chùa, em Vũ Hoàng Minh không còn là người lạnh lùng, nhút nhát và thiếu tự tin nữa. Giờ đây, con đã biết quan tâm đến bố mẹ, giúp đỡ mẹ việc nhà và còn dạy em trai học bài. Điều mà trước đây chưa bao giờ Minh làm được. Chị Diễm, mẹ của Minh, chia sẻ. Mẹ
nhiều khi lúc bó tay và cảm thấy nó khó bảo ấy, nó cảm thấy hơi cũng nặng ấy. Đi về chùa một tuần ấy, bạn vào sinh hoạt tự lập thứ các cháu và cháu không thích đâu. Nhưng mà em cũng động viên mà thôi bây giờ con cứ phải thử xem con có thích không, nếu mà con không thích thì sang năm mẹ cũng không cho đi nữa, mẹ không ép, nhưng con phải thử năm nay. Thì cháu đồng ý. Nhìn thấy con thay đổi chỉ sau có vài ngày ngắn ngủi tham gia khóa tu mùa hè, vợ chồng chị Diễm Anh Cường thực sự vui mừng và hạnh phúc. Tối nào cả gia đình cũng được trò chuyện vui vẻ trong những bữa ăn như thế này. Mình rất cởi mở khi trò chuyện và kể cho bố mẹ những thành tích của mình khi tham gia khóa tu này. Em được các tình nguyện viên dạy nhảy TikTok, được tham gia sinh hoạt trên sân khấu. Tất cả mọi người đều coi nhau như người thân trong gia đình, nên em rất vui. Từ hôm mà đi khóa tu mùa hè về, mẹ thấy là con quan tâm mọi người hơn. Ngày trước con lạnh lùng lắm, bảo con xoa đầu cho mẹ. Con bảo là suốt ngày sai nọ sai kia. Nhưng mà từ hôm bây giờ con về, con chào bố mẹ này. Con có quan tâm, con bảo hôm nay mẹ có mệt không? Mẹ có bị đau đầu không? Con bóp cho mẹ. Có sự tiến bộ rõ rệt. Cảm thấy mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc và mẹ ngạc nhiên con có sự thay đổi vượt bậc như thế. Có thể là con về nhà phải biết giúp đỡ bố mẹ trước, về nhà phụ giúp bố mẹ trong, vì bố mẹ vất vả đi làm, con cảm thấy rất là hối hận và khi không nghe hoặc là không để tâm mấy những người của bố mẹ. Cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi con nói được những nỗi lòng như thế. Tham gia khóa tu đặc biệt như là con nhà mình đó, thì là các con về đã có sự thay đổi rất là rõ rệt và biết quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và có cái quan tâm đến việc nhà hơn, cũng như hỗ trợ bố mẹ nhiều hơn, thì cái đấy là gia đình rất là vui mừng. Thế có cảm thấy vui không? Thấy vui không? Cùng chung niềm vui lớn khi nhìn thấy con gái của mình từ cá tính nghịch ngợm, bướng bỉnh, vô tâm đã thay đổi thành một bé gái dịu dàng, biết quan tâm đến gia đình hơn. Chị Diệu Anh thấy thật sự hạnh phúc. Rồi, bố mong thế. Khi mà con đã có một cái sự thay đổi đột phá như thế, bởi vì thật từ trước giờ chị chưa thấy con mình có một cái sự suy nghĩ chín chắn như thế và có cái tư duy pháp mà nó lại được thực hành được những cái điều mà người lớn bản thân như là cha mẹ cũng chưa chắc đã làm được. Tham gia khóa tu mùa hè, Khánh Vân được học rất nhiều điều mới lạ. Chỉ sau 7 ngày xa gia đình, trở về nhà, giờ đây Vân đã rất hồn nhiên, bày tỏ lý do tại sao trước đây mình không muốn chia sẻ với bố mẹ bất cứ điều gì, không còn im lặng như trước nữa. Con không bao giờ chia sẻ với mẹ cả. Thì con chỉ chia sẻ những thứ như kiểu gần như kiểu mọi gia trong gia đình thôi. Còn về bạn bè hay là chuyện gì khác thì con không chia sẻ. Nhưng khi sau con về, sau khi con đi khóa tu về thì con biết chia sẻ nhiều hơn. Và bây giờ thì Vân đã thay đổi hơn rất nhiều. Em yêu thương bố mẹ và đặc biệt là biết bày tỏ cảm xúc. Vân không ngại dành cho mẹ những hành động âu yếm mà trước đây em chưa bao giờ làm như vậy. Con yêu mẹ rất nhiều. Là một diễn giả tham gia giảng dạy tại khóa tu mùa hè, ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã chia sẻ với các khóa sinh về chủ đề tuổi trẻ và khát vọng Việt Nam. Việc làm của chùa đều hướng đến mục tiêu cao đẹp là chung tay cùng cả xã hội, các cấp chính quyền chăm lo cho tuổi trẻ, để thế hệ tương lai của đất nước được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Các khóa sinh về tham gia khóa tu có thành tích xuất sắc, tích cực vượt khó hay có hoàn cảnh mồ côi đều được tặng quà động viên để các em có động lực vươn lên trong cuộc sống. Lo cho thế hệ trẻ có nghĩa là lo cho tương lai, mà lo cho tương lai có nghĩa là lo cho tiền đồ của dân tộc Việt Nam, để các cháu sống có trách nhiệm hơn với đời, có trách nhiệm hơn với chính mình, và chính đó là có trách nhiệm hơn với đất nước chúng ta trong tương lai. Và đó là mục tiêu để chúng ta thực hiện mơ ước của Bác Hồ, là đào tạo thế hệ trẻ để làm tất cả những gì cho dân tộc mình, là sánh vai các cường quốc Nam Châu. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này với mục đích là chúng ta được cảm nhận hạnh phúc. Buổi đầu tiên nghe giảng để thấu hiểu và nhớ lại những hành động vô tâm của mình khiến cha mẹ phiền lòng, các tình nguyện viên làm công tác quản lý khóa tu mùa hè của chùa đã đề nghị các em nhỏ thử làm một bài thực hành. Cảm ơn mẹ. Và xin lỗi khi mà những khi mà con đã không nghe lời, ngang bướng và làm cho bố mẹ buồn. Nhưng mà nghẹn ngào đúng không? Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ.
Rồi, mẹ biết rồi. Mấy ngày nữa con về mẹ, con nhớ mẹ lắm. Xin được trân trọng giới thiệu đại sứ Nguyễn. Tại đây, các khóa sinh có thể giao lưu và trực tiếp trao đổi với các diễn giả về ứng dụng và thực hành kỹ năng sống, và đặc biệt lại được giao lưu với đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, về các chủ đề kinh tế xã hội, môi trường giáo dục và thành công nếu như đi du học ở nước ngoài. Cháu có một câu hỏi dành cho bác, đó là bí quyết làm sao để giao tiếp giỏi như bác ạ? Trước hết phải suy nghĩ là mình là người tốt, phải là người tốt đã. Vì có là người tốt thì mới học tốt, mà có học tốt thì mới trưởng thành. Cố gắng, kiên trì, học tập, rèn luyện, chịu đựng, nhẫn nại và phấn đấu thì cháu sẽ thành công, chắc chắn là thành công. Sau nhiều năm tổ chức khóa tu mùa hè, với những kinh nghiệm thực tế quản lý, tạo sân chơi bổ ích cho hàng ngàn khóa sinh tham gia, còn có một vai trò đóng góp không nhỏ của hơn 200 tình nguyện viên là những chàng trai cô gái mặc áo màu cam như thế này. Việc của các tình nguyện viên là quản lý ăn ở, sinh hoạt của gần 3.000 khóa sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi và cả các phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Đặc biệt là để các bạn trẻ quên đi thói quen sử dụng điện thoại, bởi đến với khóa tu, các em khóa sinh không được sử dụng điện thoại trong suốt 7 ngày. Người đến khóa tu, mọi người hoạt động rất là nhiều các hoạt động khác nhau, và ở đây là một môi trường tập thể không sử dụng điện thoại, và bọn em cố gắng là đưa ra rất nhiều những cái trò chơi dân gian ngày xưa của Việt Nam mình ạ, cố gắng là cho mọi người hoạt động những cái chương trình mà cần rất là nhiều tính đoàn kết ạ. Vì thế là một ngày xuyên suốt từ sáng sớm cho đến tối muộn thì gần như các bạn sẽ không nghĩ đến cái điện thoại đâu ạ. Mỗi tình nguyện viên khi khoác lên mình màu áo cam tình nguyện đều đã từng tham gia các khóa tu mùa hè từ những năm trước, và dần dần họ đều coi đây là nhà của mình. Tham gia khóa tu là em muốn cống hiến cho bản thân, cho gia đình và cho nhiều cho xã hội nữa. Trước đây em có từng tham gia 3 khóa tu nhưng mà em chỉ làm khóa sinh thôi ạ. Và em cảm thấy rất là ngưỡng mộ những người tình nguyện viên. Em cảm thấy các anh chị tình nguyện viên rất là nhiệt tình, chu đáo ạ. Nên là em muốn thử cái cảm giác mình muốn được làm tình nguyện viên ạ. Và em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là khi đã tham gia làm tình nguyện viên rồi thì em muốn là làm tiếp và em không muốn quay trở lại làm khóa sinh nữa. Sau những khóa tu mùa hè, các bạn trẻ này đã tự tin thể hiện tài năng của mình thông qua những hoạt động tập thể, để các bạn đến đây có thể sống tích cực hơn, trở thành người con hiếu thảo trong gia đình và biết chia sẻ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đến với tất cả mọi người.